Chào thầy và các bạn, đề tài vừa đồ án của em là hệ thống phun nước tưới cây tự động giữ ẩm cho đất. Đây là sơ đồ khối gồm các khối có nguồn, cảm biến độ áp, độ ẩm đất, khối hiển thị LCD, khối công suất, khối động cơ và khối xử lý trung tâm. Ở đây em dùng con ATmega 328. Đây là sơ đồ nguyên lý. Đây con ATmega 328. Các nút nhấn điều khiển, ta có nút nhấn là chuyển chế độ tự động bằng tay, up, down và nút on off. Đây là con cảm biến độ ẩm. Hiển thị LCD thì em kết nối qua chuyển IIC, chân clock và data. Với công suất ở đây em dùng RLE 5V, động cơ dùng động cơ 12V. Đây là sơ đồ nguyên lý. Đây là mô hình mạch. Đầu tiên là mạch điều khiển. Ở đây ta có mạch nguồn. Mạch do là 12V, ta sử dụng IC7805. Đây là hai con y tụ ổn áp. Đây là khối điều khiển. Con ATmega 328 thạch anh dao động 16M. Nút reset. Các nút điều khiển. Đây nút chuyển chế độ tự động bằng tay. Nút up, down và nút on off. Ở đây có LCD hiển thị con cảm biến độ ẩm E360. Đây có công suất sử dụng relay 5V. LCD cái kết nối với vi điều khiển thông qua chuẩn IIC. Đây. Đây là động cơ DC 12V. Adapter 12V. Và mô hình vườn rau. Đưa nước xuống đây qua bình chứa bên đây, động cơ sẽ bơm lên. Đây có các lỗ để bơm nước này. Đây em sẽ test thử mạch. Đây lúc này đo thì độ ẩm là 61%. Ở đây ta cài độ ẩm giới hạn là 50% nên động cơ không hoạt động, đang ở chế độ tự động. Giờ ta lấy con cảm biến độ ẩm đất ra làm cho độ ẩm giảm xuống để máy bơm chạy. Cái nhỏ hơn 50 máy bơm chạy. Khi độ ẩm cao. Độ ẩm cao lên lại là mới bơm tắt. Bơm tắt. Đây ta chuyển chế độ bằng tay, nhấn nút chuyển chế độ. Khi chế độ bằng tay thì độ ẩm, giá trị độ ẩm khi lớn hơn hay nhỏ hơn độ ẩm giới hạn nó vẫn không tự động tưới vì đây là chế độ bằng tay.
đấy, đã bây giờ là 0%, nhưng nó vẫn không tới. À, đây là nút on off chỉnh động cơ quay hay không, nhấn on off on off. Và ở đây có thể tăng giảm giảm giới hạn đó, tăng và giảm. Người đã ra đi không lại trở về, đây chế độ tự động, chuyển chế độ bình thường, tăng. Sau đây mình xin trình bày việc viết code. Viết code ở đây ta sử dụng trình biên dịch AVR Studio. Đây là cái trình biên dịch do chính hãng sản xuất. Nếu ở đây ta có hai ngôn ngữ viết, ngôn ngữ ASM do chính hãng sản xuất luôn. Ở đây thì mình viết bằng ngôn ngữ C. Mình tải thêm cái Win AVR về, nó hỗ trợ ngôn ngữ C. Bản thân thì cái trình biên dịch này nó không hỗ trợ ngôn ngữ C, nhưng cái này mình tải thêm và nó hỗ trợ, và mình viết trên trình biên dịch này luôn. Đặt tên và tiếp tục. Ở đây chọn simulation và chọn con vi điều khiển. Vi điều khiển ở đây mình sử dụng là con ATmega328, nên mình chọn ở đây là ATmega8. Ở đây còn có các vi điều khiển khác như ATtiny, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Chọn Phoenix. Ở đây nó ra, mình sẽ viết code ở đây. Đây là code của mình, khai báo các thư viện. Đây là chương trình đọc và ADC, chương trình chính cho phép ADC để tạo các FCD, các input output, đọc giá trị ADC. Ở đây chủ yếu là phần điều khiển à. Nãy ta có các button chuyển chế độ tự động bằng tay á. Đây chế độ 0 và 1 thôi, bằng 2 nó trở về 0, tự động bằng tay. Chế độ tự động. Ngược lại thì chế độ bằng tay. Ở trong chế độ tự động thì nó sẽ so sánh độ ẩm với độ ẩm giới hạn. Và xuất làm cái công việc đó ngược lại thì sao. Ở chế độ bằng tay thì có cái nút nhấn up down và nút nhấn on off. Cái code này mình cũng đưa lên các bạn tham khảo thêm. Sau đó chúng ta build và nạp. Cái trình biên dịch này nó có hỗ trợ sẵn cái chương trình nạp luôn, nên mình chỉ cần mua hoặc là làm cái mạch nạp rồi nạp vào thôi. À, thì chơi ổn định, độ rộng chính xác, LCD hiển thị rõ ràng. Chúng ta có thể phát triển thêm, phát triển lên như là điều khiển qua remote bằng sóng RF chẳng hạn, hay là qua các thiết bị thông minh như là điện thoại hay là máy tính để ứng dụng vào các mô hình công nghiệp lớn.